Chào các bác nhá. Chào mừng các bác quay lại với lại YouTube của shop bán phụ kiện cửa khẩu nhá, phụ kiện nhá. Clip trước tôi đang tải cho các bác về cái mẹt bẫy bình bịp và con chim mồi giả. Thì về cái mẹt bẫy thì nó có loại vuông 60 phân này, để cho các bác bẫy bình bịp này. Ngoài ra thì có thêm cái mẹt gọi là mẹt hình bán nguyệt này, để giúp cho các bác bẫy chim săn mồi. Bẫy cắt lớn, nói chung là bẫy dòng chim săn mồi. Bẫy được cả bìm bìm luôn. Cái này gọi là bẫy đa năng, nhưng mà nó sẽ to hơn nhá. Clip trước tôi đã có đăng tải rồi, giới thiệu chi tiết cho các bác về cái mẹt đa năng, mẹt hình bán nguyệt này. Đấy, chất liệu là thép chịu lực, lò xo thép AC, hệ thống cầu tử như này nhá. Lưới là lưới đan tay rất là chắc chắn. Em mới quay từ cho anh em xem. Đấy, các bác nhìn này. Nói chung là cái mẹt này nhìn nó luột này. Nó luột là nó chắc chắn nhá. Thì đổi lại thì giá tiền nó sẽ hơi cao một chút, giá của nó là 450 các bác nhá. Đã bao phí cho các bác rồi. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn lại cho các bác và cái cách đặt bẫy, cách dùng chia sẻ với anh em nhá. Còn các bác nào thợ bẫy chuyên nghiệp thì xem cho vui. Còn các bác nào mà mới chơi thì các bác quan sát kỹ giúp tôi nhá. Bẫy chim săn mồi thì mình dùng con mồi là chuột bạch như này thì nó hiệu quả nhất, nó nổi và chịu khó đi này nhá. Tôi sẽ thao tác thử ra ngoài cho các bác xem. Cái phụ kiện của cái bộ mẹt này ấy, thì sẽ có theo cho các bác là một bó này, một cái này đây, một cái lồng nhốt này, có theo cho các bác một cái lồng nhốt này nhé. Thế còn đây là con bịp giả này, để cho các bác đánh mồi giả bịp đây. Mỗi một cái mẹt chim săn ấy thì sẽ có theo cho các bác một cái này. Đây, một cái này thì bao gồm đó là hai cái thanh ghim, một cái lồng nhựa. Cái lồng nhựa này các bác mở ra này, xong đan chéo vào nhau thì sẽ tạo thành cái lồng như này. Đấy, tạo thành cái lồng này nhé, để nhốt con mồi nhé. Thì bây giờ tôi sẽ cần hai cái ghim này. Tôi sẽ thao tác cho các bác xem thử cái cách đặt bẫy nhé, cái này thì hôm nào anh em tôi sẽ đi rừng và đặt thực tế cho các bác xem, nhưng mà trước mắt đây là làm mô hình để các bác dễ hình dung ra thôi, để các bác hình dung ra nhé. Đầu tiên là mình đặt gỡ cái lưới ra này, gỡ lưới ra theo chiều này, như này nhé, để cho không bị rối nhá, không bị rối. Sau đó mình cài cái lẫy xuống phía dưới này. Đấy, vài dưới này để cho an toàn. Trước khi đóng ghim thì các bác sẽ lên lò xo nhá. Lên lẫy lò xo này. Cái này là cái lẫy lò xo lúc nó chưa lên, nằm như này. Bây giờ lên là các bác quấn một vòng phía trước này. Cái này khá là căng đấy, nên phải lên dứt khoát nhá, không đập cho vỡ mồm luôn. Rồi, tiếp tục nhé. Tôi bị kẹp rồi. Ui trời. Đấy, nó rất là cứng nhá. Rồi mình lên lẫy xong rồi nhá. Đây mình thử đây, bỏ lẫy ra này. Đấy, sập này nhá, nhá. Rồi trong quá trình thao tác ấy, các bác cài cái đấy xuống dưới này, cài xuống dưới cho tôi nhé, cho an toàn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành đóng ghim. Cái này nó sẽ có cho các bác là hai cái ghim đi theo, các bác đóng nhé. Cái này mà các bác nào mà muốn chặt hơn thì các bác sẽ phải tự chế thêm ghim, nhưng mà theo như anh em thợ bẫy chuyên nghiệp là chỉ cần hai cái này thôi cũng đã ok rồi nhé. Cái này rất là ok rồi. Các bác ghim ạ. Tiếp tục cái bên này nữa nhé. Rồi, đóng ghim rồi. Bây giờ mình sẽ để cái lồng mồi ở dưới cái cầu tử này. Dưới cầu tử đây nhé. Đó.
Cái này thì tùy, ví dụ như các bác nên bóp cái đồng mồi nó bẹp hơn một chút nữa, tại vì cổ tử mình hơi thấp nhé, cổ tử mình hơi thấp. Và đưa cái thanh cài này này lên phía trên, lên phía trên cái nẫy gài này nhé, thì sẽ hơi dài một chút. Các bác muốn nó ngắn đấy thì các bác bẻ cong, bẻ cong này cho nó bám ít thôi, cho nhạy này, bám một tí thôi. Lồng sẽ để vào đây. Cái này thì là lồng này hơi cao, các bác tính làm sao cho nó thấp thôi, thì là con chim săn nó lao xuống nó sẽ bị dính nhé. Rồi đấy nhá, sao các bác vén lưới gọn lại, vén lưới gọn lại và làm một cái yếu tố gì đó ngụy trang nhé. Như này con chim từ trên xuống nó soi để tìm mồi, nó thấy con chuột thì nó sẽ nhào xuống các bác nhá. Này đây để nhẹ quá rồi, nắp chai này mình nhẹ quá các bác nhá, nhẹ quá, để tìm cái khác nhá. À, các bác quan sát này, nó sẽ nào vào cầu tử của mình nhé. Đấy, nào ụp xuống luôn. Đấy, cái chiều úp rất là rộng, lưới rất là rộng nhé. Là dính cắt lớn luôn nhé, loại nào cũng dính. Đấy gọi là mẹt bẫy đa năng. Đây là cái cách thao tác đặt nhé các bác nhé, cái thao tác đặt. Các bác là thợ bẫy chuyên nghiệp thì rất là dành rồi. Rồi các bác nào mà văn nghệ mới chơi thì quan sát kỹ giúp tôi nhé. Đó là lên lò xo trước, xong bắt đầu đóng ghim, cài lấy cầu tử và đặt vị trí lồng mồi. Đấy, rất đơn giản thôi các bác nhé. Khi đấy xong rồi các bác nhổ ghim lên nhé. Nhổ ghim lên là mình thả ra từ từ ta bỏ lồng ra này. Thả ra rồi và các bác gỡ nẫy nỏ xo ra nhá, gỡ nỏ xo ra, nỏ xo này rất là khỏe đấy, các bác gỡ từ từ thôi nhé, gỡ nhẹ nhàng thôi. Rồi nó sẽ quay lại đúng vị trí đầu cho các bác nhé, lại đúng vị trí ban đầu cho các bác này. Đấy, khi nào đánh thì mình lại tiến hành tiếp. Còn cái lưới này thì cứ cuốn tròn vào đây là được rồi. Cuốn tròn vào đây thôi. Rồi và mình sẽ tiến hành làm kèo mới. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi nhá, chào các bác, hẹn gặp lại trong cái clip sau nhá.